chào quý vị và các bạn. Trong tình trạng thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của khí thải và chất độc hại cùng với dịch Covid-19 đang hoành hành, thì khẩu trang là một giải pháp hữu hiệu và an toàn giúp người sử dụng tránh được các tác động của bụi bẩn và các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp. Tại Việt Nam, một số thương hiệu dược phẩm và thiết bị y tế lớn đã kịp thời sản xuất các loại khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Khẩu trang thì vô cùng đa dạng về màu sắc, kích cỡ, chủng loại và chất liệu. Nếu bạn đang băn khoăn lựa chọn một loại khẩu trang để sử dụng lâu dài, thì sau đây sẽ là một vài gợi ý của chúng tôi. NanoCare là thương hiệu y tế được biết đến từ lâu với các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình. Thời điểm dịch Covid-19, hãng này đã mở rộng quy mô thêm 2 nhà máy nhằm sản xuất khẩu trang để đáp ứng nhu cầu phòng dịch trong nước và xuất khẩu sang nhiều nước đang bùng phát dịch mạnh mẽ như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Nhật Bản. Dòng khẩu trang có nano bạc của NanoCare là sản phẩm hướng đến những đối tượng khách hàng có nhu cầu bảo vệ sức khỏe cao khi phải làm việc tại môi trường tiếp xúc gần hoặc tập trung đông người như phòng khám đa khoa, thẩm mỹ viện hoặc những công nhân khu công nghiệp, nhà máy. Để mà liệt kê tất cả các loại khẩu trang 4 lớp dùng một lần của NanoCare thì có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên là sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 3 loại khẩu trang có nano bạc để các bạn dễ dàng lựa chọn hơn nhé. Một sự lựa chọn nữa cho khách hàng có nhu cầu về một chiếc khẩu trang kháng khuẩn có thể tái sử dụng nhằm đảm bảo tiết kiệm, đó chính là khẩu trang vải 3 lớp của NanoCare. Sản phẩm gồm 3 lớp, lớp ngoài cùng là vải cốt tông hết sức mềm mại. Lớp màng nano bạc nằm ở giữa được thiết kế bền bỉ và có thể tái sử dụng tới 30 lần. Lớp trong cùng là lớp lưới mỏng tiếp xúc với da mặt để tạo độ thông thoáng và giúp thấm hút mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái khi phải sử dụng lâu dài. Dù không được sản xuất bởi một công ty y tế, nhưng khẩu trang vải có nano bạc của công ty dệt may Trung Quy cũng là một sự lựa chọn không tồi với những đặc điểm sau đây. Có thể tái sử dụng sau 25 cho tới 30 lần giặt mà vẫn giữ được khả năng diệt khuẩn từ 57 cho tới 58%, mức độ kháng tia UV lên tới 97%. Thiết kế ôm sát khuôn mặt để đảm bảo ngăn ngừa vi khuẩn ở mức tối đa, dây đeo mềm mại để tránh cảm giác bị đau tai, bức bí, khó thở trong khi sử dụng thời gian lâu dài. Sử dụng khẩu trang khi đi ra đường, tới nơi làm việc hoặc chỗ đông người để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, lựa chọn khẩu trang làm sao để đảm bảo thoải mái và đặc biệt là phải kháng khuẩn thật hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại trong những video lần sau.